Hello, chào cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ rửa bát nha. Đầu tiên chúng ta sẽ rửa. Trời lạnh quá các bạn ạ. Cho nên mình phải dùng cái này này. Dùng cái bao tay này các bạn. Sớm khi cho ăn chưa rửa. Trời lạnh thì nhát rửa các bạn ạ. Nhát ngâm cho nên bây giờ treo cái này, treo ra. Đây tay này thì bên này chứ, tay bên này này, tay bên này nha. Đấy. Đầu tiên đây này. Đấy. Đây, tay bên này nữa. Đấy. Rửa bát chúng ta sẽ rửa hai lần nha. Cũng được rửa một lần nhanh nhát, trời lạnh nên nhát lắm. Nhát rửa hai lần lắm. Nhưng mà may cho có cái găng tay này cũng đỡ. Đấy. Review nha, rửa bát. Đấy, review rửa bát nha. Đấy. Đấy. Review rửa bát nha. Rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ bỏ một tí dầu nha. Bỏ một tí dầu vào này. Giờ rửa bát nha. Đấy. Bỏ cẩn thận nha. Nhí vài ít đấy. Rồi, dừng này thôi. Rồi. Ta sẽ bỏ vào đây nha. Đấy. Đấy. Rồi. Ta sẽ rửa. Xả nước nha. Bây giờ mình cũng chưa biết. Rồi, ta sẽ chà như thế này nha. Đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ rửa như thế này đã. Vì nếu mà chúng ta sẽ rửa như thế này thì chúng ta sẽ bỏ bao tay như thế này sợ bị vỡ bát lắm, bị bát lắm. Ngoài. Đấy các bạn sẽ review rửa bát cho cả nhà nghe nha. Cả bát thì chúng ta sẽ cầm lên nhẹ nhẹ thôi. Đấy, bát chúng ta sẽ cầm nhẹ thôi, ngại đâu các bạn. Review ngại quá, cầm nhẹ thôi, nhẹ tay thôi các bạn, mà cầm mà nặng quá, cầm cật quá là bị vỡ, bị bể bát liền nha. Ở ta thì người ta nói là cái bát, nhưng mà ở như là ở Hà Tĩnh gọi là cái đòi, có một vùng là gọi là đòi, cái bát là cái đòi đấy, nhưng mà ở như ở Nghệ An thì gọi là cái bát nha. Review cho các bạn coi nha. Đấy. Chúng ta sẽ chà nha. Rồi, ok. Bỏ một tí nữa. Mình hơi là tốn như vậy. Sợ như thế này thì sợ bệnh lắm. Đấy, ta sẽ nặng hơn một chút. Rồi. Bác nha. Chà như thế các bạn này. Đấy. Người ta cầm nhẹ thôi. Đấy. Lau qua bên trả phải, lau qua bên phải rồi sang, rồi chúng ta sẽ. Đấy. Như cái bát to như thế này thì chúng ta sẽ dễ bị bể lắm, bị bể lắm. Nhưng mà các bạn nhớ cho mình là phải nhớ nhẹ tay thôi nhá. Mạnh quá cho nên nó sẽ bị bể liền. Rồi.
Nhẹ thôi, cầm nhẹ thôi nha, cầm nhẹ tay thôi. Rồi mình sẽ review nha, mình quay bình thường thôi, quay bình thường thôi. Còn nếu mà quay trực tiếp á, quay trực tiếp thì nó mau, nó bị hack fake hay fake, nó bị chặn, bật ra mình phát được nên nó bị chặn mất fake đấy. Mình rồi giờ rút kinh nghiệm rồi, mình chỉ quay bình thường, quay bình thường xong rồi mình đăng lên nha. Review nha. Mong cả nhà vui cười nha. Mới đập rửa đầu tiên. Đang vùng về lắm. Đang còn vùng về lắm. Clip này thì tối mới đưa lên sóng nha. Tối mới đưa lên. Đó. Khoảng là cho là khoảng 10 giờ tối. Bởi vì tối nay con đang còn học à. Nên con bày con học à, học online. Quỳnh Lưu thì đợt này đang còn học online đấy cả nhà. Đang còn học online cho nên thì những cái bài viết của mình sẽ tạm thời nghỉ một chút, một thời gian. Khi nào có rảnh thì mình sẽ đăng lên. Cho đợt này thì đang còn học. Con đang học online cho nên thì ít khi đăng bài lên, cho nên mong cả nhà thông cảm cho một chút nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gạt sang bên chuyển nở một bên đi, là chúng ta sẽ rửa bát cho xong đi nè các bạn nha. Đấy, nên các bạn ủng hộ cho mình nhá, mới rửa bát đầu tiên cho nên đang còn hụt mê lắm. Mới rửa đầu tiên cho nên còn phụng về này. Chúng ta sẽ chào cái này. Đợt này, cái sáng này nó lạnh lắm các bạn ạ. Mới sáng dậy, nhát dậy lắm. Đợt này á, nghe nói là lạnh hết tuần đấy. Hết tuần này mới xong. Nhưng mà từ ngày hôm nay á, sẽ lạnh, không khí cái lạnh chúng ta sẽ bữa sáng hơi lạnh một tí. Hơi lạnh một tí nha. Nên các bạn hãy theo dõi nhá. Đấy, tối đi đang con học online. Clip này sẽ tối sẽ đưa lên. Rồi ok. Và chúng ta sẽ bỏ. Đấy. Lâu rồi thì chưa quay được bạn cho quý vị các bạn coi. Chưa quay thực tế đúng không? Cái gì mà phải thực tế đúng không các bạn cả nhà? Hồng Vân ơi! Hồng Vân! Hồng Vân ơi! Vô bộ hỏi này! Con lại coi thử cái nữa, không có chảy pin nữa, không có chảy dơ nữa. Là lại có không có chảy sổ nữa. Có. Ờ, cảm ơn nha. Rồi đi chơi đi. Lại đây chào cả nhà này. Con chào cả nhà, mời cả nhà ăn bánh mì con. Ờ, mời cả nhà ăn bánh mì con nữa. Đứng đây đi, đứng đây chào. Sợ. Đó, bé ngại cho nên sợ. Bé ngại cho nên nó chạy đi chơi rồi. Thôi đi chơi đi. Con đi chơi đi. Rồi chúng ta sẽ rửa một tí nữa nha.
Cái này mình đã làm nhiều đồ rồi. Là con trai phải đảm đang à, phải à, biết rửa bát nha, biết rửa bát rửa đòi nha. Đó. Mình đang học một cái tiếng là như là ở Hà Tĩnh gọi nước là phải cái nắp. Nước còn gọi là nắp ấy, uống nắp ấy. Đó. Ok, chúng ta sẽ rửa lên nha. Phải rửa, chúng ta sẽ rửa 3 nước. Rửa mình làm xong thì thôi. Để mình quay review nha. Đó. Các bạn hãy nhớ ủng hộ cho mình nha. Những cái bài viết đấy. Thế. Những cái đợt này thì đang bệnh. Vì còn mình lưu đợt này cho con học sinh, cho học sinh nghỉ học online. Tuy nhiên thì đang bệnh. Để tôi còn dạy, để tôi còn bày cho con học online nữa. Đó các bạn nhìn rửa bát này. Rửa bát rửa đọi. Đấy. Để các bạn thực tế con của mình nhà lắm làm đồ biệt như thế nào các bạn nha. Chào ơi, chào ơi, hai mẹ. Chào ơi, không phân chào với anh lá chào ơi mà. Chào cả nhà nha. Trời lạnh các bạn, trời lạnh phải dùng găng tay như thế này cho nó đỡ lạnh. Lạnh như nó mà hết một tuần mới hết, hết tuần này đó. Dịch thì ở Quỳnh Lưu thì đang còn cao như Quỳnh Long đợt này nó bùng phát. Quỳnh Long đợt này nó nặng rồi. Đấy. Cẩn thận nhá, không lại bể một cây là toi đó. Mà mình sợ lắm. Run tay run chân rồi các bạn ạ. Cẩn thận nhá. Xong rồi. Đây cho khi các bạn coi xem. Đợt này dịch thì đang ở nhà gần một năm rồi, gần một năm rồi mà chưa đi làm rồi. Ở nhà gần một năm rồi mà gì mà chưa được đi làm này. Đến tháng 5 này là một năm. Đến tháng 5 này là một năm. Ở nhà một năm. Thank you.
Xuân Bách làm ở Vinh nhá. Cảm ơn cả nhà, và nếu mà các bạn thấy clip này hay thì hãy ủng hộ cho Let's Play Vlog nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những clip tiếp theo. Xin chào.